Đã chưa? Tôi cực kỳ to luôn. Tối hôm nay á là chắc phải gấp 4 lần hôm qua. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K Adventure. Tụi mình vừa mới về cái nhà thuê qua Airbnb, nhà khá rộng á. Bây giờ là chuẩn bị đem đồ vào ăn uống nghỉ ngơi. Làm gì về hướng? Sỏi đen à? Ánh sáng, ánh sáng. Hợp lý à? Nhà to ha. Chà, nhà này trên này có cái chỗ này hợp lý này. Wow, nhà rộng quá chừng luôn. Cái này có cái bộ bàn ghế ở ngoài trời ăn nhậu hợp lý luôn á. Nhà này mà ở mùa hè là hết sảy. Hey, trong nhà rộng rãi nha. Chà, sướng này đi chơi mang theo quả xe đua là hợp lý ha. À, mọi người thấy nha, rộng rãi hợp lý chưa? Bếp trong nhà này mọi người sạch sẽ rộng rãi luôn á. Nhà tắm sạch sẽ nhá, rộng rãi nhá. Toilet này. Này có phòng giặt. Máy giặt về máy sấy đầy đủ luôn. Trong này có hai giường tầng. Đấy, bên này một giường đôi. Bên này một phòng lớn nữa. Ở thoải mái luôn á. Đợt này tụi mình đi á, là không đúng dịp lễ á, cho nên là giá nhà là rất là rẻ và hợp lý luôn. Chợ cái này, nhà có cái tivi bự quá chừng luôn. Tụi mình thường mà đi thuê nhà là chưa bao giờ gặp cái nhà mà tivi bự như thế này luôn á. Đã thiệt. Đi chơi đợt này là có em bé này đó. Cho đi luôn, không ngán luôn. À, bây giờ phụ mọi người dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ăn nhậu. Chào mọi người xem lại thành quả tối nay của anh em mình đi lấy cái trần này. Trong cái thùng này á là tụi mình bắt là có đếm nha, là tổng cộng thùng này á là 156 con, mà tụi mình đi là 6 người đấy thì được bắt tới 108 lần, cho nên là số lượng là đủ nha, chứ không có bắt nhiều hơn số lượng cho phép đâu đó, còn thiếu nữa chứ. Còn bên này á là tôm mới đi vớt này, mấy anh em mới đi vớt này hơn một tiếng, tôm quá bự luôn này, con này đó, sai quá quá hợp lý đó, bây giờ tôm này đem vào làm sốt thái là tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Đấy, hôm nay mới khởi động vài tiếng mới như thế này là quá may mắn quá vui rồi. Đấy, đi vật tôm về là rửa đồ nghề liền hả, sạch sẽ mai tăng hai điểm chứ hả. Đồ tươi á? Chắc anh nghĩ sẽ có chứ. Đúng rồi, nhưng mà phải mình phải ra sớm á. Chứ đi câu à, đi lăn nữa à? Ủa, đi lại cái chân còn mang đồ lăn hay không mà đi lăn vậy? À cha, ai cha 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 cha. No, bữa nay đi lại cái chân còn vác theo đồ lăn nữa à? Đặng sơ cấp. Tuyệt vời liền. Tuyệt vời liền. Anh em đi lạc like entrance chơi là còn mang theo đồ lăn này này. Thấy chưa? Một bộ. Bên này thêm bộ nữa. Sau khi đi bắt tôm về có món nói mà chai nước miếng nói ngược á. Món chim heo á. Tôm sốt thái á. Vừa nói và vừa về nuốt nước miếng khổ thiệt chứ. Cái này, ừ, trời ơi.
chịu nổi nhiệt. Quá tuyệt vời. Đây, bữa ăn đạm bạc tối nay của anh em mình. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Hôm nay có món này đọc này hè. Cá cơm à rớt. Cá cơm. Đặc sản Quảng Bình hè. Đấy. Quá tuyệt vời. Xin mời cả nhà. Wasabi chút nữa. Sashimi tôm hả? Nhức cái nách luôn. Thì đây là hành trang của anh em tụi mình ngày hôm nay nha. Trước tiên á là đi lặn à, em mình là có mang theo hai khẩu súng nữa để bắn cá. Sau đó là đi câu. Đi câu xong á là tối nay là sẽ đi vớt tôm. À, còn chiều nay mà khỏe khỏe nữa thì đi bắt gà tiếp. Quá hợp lý. Yeah. Hai ngày cuối tuần là đi từ chiều thứ sáu và sáng chủ nhật sẽ về, thì sẽ tranh thủ đi chơi để mà bắt tôm là chính này, để bắt gà, để câu cá, là một cái cuối tuần là quá hợp lý, quá vui luôn. Đấy, mọi người cứ tiếp tục theo dõi trong video nha. Hôm qua đi bắt gà về, bắt tôm về, nhậu vui quá, xong cái đi ngủ. Sáng nay dậy là có tô phở, à, phở Bắc nha. Giờ chuẩn bị cho nước phở vào. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mê. Bây giờ ăn xong là tụi mình sẽ đi xem. Coi đi lặn được không? Lần đầu tiên đi kiếm chỗ lặn ở Lake Entrance luôn á. Không biết bào ngư dưới này như thế nào. Có gì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Nước phở này. Giờ cho vô tô là quất ăn sáng là quá hợp lý luôn. Tuyệt vời chưa? Quá ngon. Đây bữa sáng của anh em tụi mình ở Lake Entrance ha. Bắt đầu với một tô phở Bắc. Có quầy này, quầy mini. Khỏi là mịt mù luôn. Quá hợp lý. Xin mời cả nhà nha. Quay cho mọi người xem thành quả tối hôm nay đi vớt tôm này ở Lake Entrance nhé. Đã chưa? Tôm cực kỳ to luôn. Tối hôm nay á, là chắc phải gặp 4 lần hôm qua đi vớt tôm á. Đó, tiếc là hôm nay mình không đi được. Cái này to quá trời. Wow. Tôm này chất lượng. Quá tuyệt vời. Mọi người mà muốn đi vớt tôm á thì đi cuối tháng 3 nhá. Tôm lúc này rất là to luôn. Mà gặp hôm nào mà trời nóng á là chắc tôm nó vào nhiều hơn được ạ. Tôm này là làm cái món gì nó cũng ngon. Hôm nay là hôm cuối đi chơi Lake Entrance. Cuối tuần này tranh thủ đi tối thứ sáu xong rồi sáng chủ nhật về đó. Đó, mà thành quả đạt được thì rất là vui. Sáng nay tỉnh đi lặn thì trời mưa gió, đi câu thì cũng có cá to, mà may quá tối nay là đi vớt tôm mọi người vượt qua trời nhiều luôn. Bây giờ là mọi người đang chuẩn bị ăn khuya xong cái dọn dẹp để ngày mai đi về Melbourne. Qua trời nhiều ha, thích kìa. Cái thùng esky này bự mà to quá trời.
bên này á đang đổ bánh xèo này. Tuyệt vời chưa? Bánh xèo giòn ngon nóng hổi mới ra lò này. Tuyệt vời chưa? Ăn khuya quá chất lượng. Này, món thứ hai sau khi làm bánh xèo này, tôm nướng mùi ớt nha. Giờ cho vô lò. Ai chà chà, quá tuyệt vời. Tôm nướng mùi ớt này, tuyệt vời chứ. Ai chà chà. Bữa ăn khuya, để ngày mai về Mèo Bần này, có bánh xèo nhá. Bên này có tôm nướng mùi ớt. Tuyệt vời liền. Ôi trời, bà chê bà chết. Bọc khỏi luôn nữa. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Quả tuyệt vời. Bữa sáng trước khi đi về, làm tô bánh canh bún mì hả? Chất lượng. Sáng nay có thêm một món đặc biệt nữa là cuốn bắp. Sao về sốt XO. Nhìn quá hấp dẫn. Con này là nhiều thịt lắm. Đây, bánh canh đã ra lò. Hấp dẫn ha. Lâu lắm rồi mới ăn lại bánh canh bột mì ấy. Xin mời mọi người, đây là bữa sáng của tụi mình. Có bánh canh bột mì này. Đó. Rồi có con bắp này. Hấp dẫn chưa? Rồi xin mời cả nhà nhá. Anh em tụi mình ăn xong sẽ lên đường về lại Mèo Bần. Lái xe thì chắc cả lại cả nghỉ là cỡ khoảng 4 tiếng rưỡi 5 tiếng á. Đó, chuyến đi này là từ chiều thứ 6 tới sáng chủ nhật 2 ngày, quá tuyệt vời. Đó. Mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nhá. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.